Bài tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập bài giã từ. Ai có sách chúng ta lật ở trang 28, còn ai chưa có sách chúng ta nhìn lên màn hình và tập cùng nhau nha. Sẽ có để trên sách trên màn hình đó. Chỉ điều chúng ta cần là rumba. Tempo 82. Tông nam là la thứ. Rồi, để chúng ta sử dụng intro bằng tiếng guitar thùng nha mọi người nha. Rồi, tiếng guitar thùng đây. Rồi, vô bài đi con. Câu đầu chạy nhanh xíu nha, vô. Bài quốc dân ha, câu intro hơi khó một chút nhưng mà vô bài thì nó cũng khá dễ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở bài kỳ sau.